Xin chào cô chú anh chị, các bạn đã đến với kênh Vi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Lâm Dương. Thì mấy ngày nay mình không có thu hoạch đậu rồng đợt thứ tư, cứ để nắng, khi nào rảnh rồi mình sẽ thu hoạch. Nhưng mà hôm nay chắc mình nghi là nó già hết rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Mình thấy cái màu trái đậu rồng của nó theo dạng giống như xanh đậm lên á, với lại trái nó cũng bự nữa nè. Trái bự thì có thể nó cũng còn non, nhưng mà mình thấy cái màu xanh đậm này là mình nghi nó bị già rồi. Chắc cũng có thể là hái được một ít nữa thôi. Còn một mớ là mình nghi là nó sẽ bị quá già luôn á. Nhưng mà không biết cái mớ già này mình có thể để kịp mà mình lấy hạt giống nó hay không. Chứ bây giờ là gần còn có 1-2 ngày bước qua tháng 11 rồi, nên không biết cái trái nó có già kịp hay không. Nhưng mà giờ mình thấy nó già hết trơn rồi. Trời uổng ghê á cô chú anh chị các bạn. Cái này mà thu hoạch hết mớ này mình nghĩ rất là nhiều luôn. Thì mùa đậu rồng năm nay mình thu hoạch được 3 đợt rồi, gọi là 3 đợt nhiều á. Đợt 1, 2 á, là rổ màu trắng gần đầy. Đợt thứ 3 là nó đầy dung cơi luôn cái rổ màu xám. Thì mình nghĩ đợt thứ 4 này nữa mà cái trái nó lớn đều cùng một đợt luôn á, thì mình ráng đợi cái mình hái. Với lại 2-3 bữa nay mình cũng hơi bận á, mình không có thu hoạch. Do vậy mà cái trái nó chuyển màu xanh nên mình nghi nó đã già rồi. Thì cái này chừng hái sớm trước 2 ngày thôi là ok rồi đó. Thì cái dây đậu rồng này của mình trồng có 3 gốc thôi đó, mà mình hái kinh khủng không. Ta nói bông nó mọc gì đâu mà sắp lớp với nhau luôn, nhìn ấn lạnh luôn cô chú anh chị bạn ha. Mà chính nhờ như vậy á, mình mới có nhiều trái để mình thu hoạch nhiều đợt như vậy. Nghĩ là sẽ thu hoạch đợt thứ 4 nhưng mà không được rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái trái nào còn mềm ha. Trái nào mình bóp nó cứng á, là nó đã cứng là nó già rồi, không thể thu hoạch được nữa. Nên mình chỉ lựa được những trái nào mềm thôi. Hy vọng cũng sẽ hái được một ít cho bữa nay. Hiện tại thì mình vẫn thấy còn được những cái bông mà nó mọc muộn nè, mọc sau của cái đợt bông vừa rồi á. Nên cái này thì mình không biết là có kịp cho vô tháng 11 này là có trái hay không, hay là bước qua tháng 11 nó sẽ lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu hoạch hết cái mớ trái còn mềm ha. Thì đây mình bóp thử như vậy ha. Nếu mà trong cái ruột của nó mà mình cảm thấy nó cứng á, là xem như nó đã già rồi. Mặc dù là ở ngoài cái da của nó vẫn còn mềm, nhưng mà chính giữa như vậy là cái hạt nó to rồi, không ăn được nữa nha cô chú anh chị các bạn. Uổng ghê á. Và mình không biết là tuần nào của tháng 11 á, thời tiết sẽ lạnh thật lạnh. Mà nếu lạnh thật lạnh thì đậu rồng của mình nó sẽ bị đứng, cái hạt nó sẽ không già đi mà nó sẽ hư. Có lần mình để mình thấy là nếu mà gặp lạnh bất chợt là đậu rồng của mình không già mà trái nó còn không có non để cho mình hái, giống như vậy nè. Nên mình không biết năm nay thời tiết sẽ như thế nào nữa. Hy vọng là không còn ấm như là thời tiết hiện tại nè. Không hiểu vì sao mấy ngày nay tự nhiên cái thời tiết cái ổng ấm lên, buổi trưa ổng ấm nhưng mình ngồi trong xe mà như là mùa hè vậy đó. Còn buổi sáng với buổi chiều thì còn ok. Do vậy cũng không biết làm sao mấy trái đậu rồng này ăn cũng không được, mà bây giờ để già cũng lo. Bây giờ chỉ chờ đợi thôi, giờ lỡ rồi. Tại mình đâu có nghĩ mình sẽ để giống nhiều như vậy. Năm nào mình cũng để có vài ba trái là mình đủ trồng thôi. Tại mình cũng không có muốn để nhiều để qua năm á. Để chừng 2-3 năm trở lên cái hạt nó cũng sẽ không có, mình ươm nó cũng không lên á. Do vậy thì giờ năm nay bác đắc dĩ nó nhiều quá nè. Nhưng mà nếu nhiều mà có được hạt giống nó già thì mình còn chia cho mọi người được. Mà nếu nó hư hết thì rất là tiếc luôn á. Rồi mấy trái này nè, bự ngon quá cô chú anh chị các bạn ơi, mà nó cứng hết trơn rồi. Ổn quá à. Trái xuông nhìn đã ghê luôn á.
lựa tới lựa lui những cái trái mà còn non nè, thì cũng được nửa rổ đó cô chú anh chị các bạn. Nếu mà mình nghĩ là hái hết luôn cái mớ còn ở trên đây nè, chắc được một rổ quá à. Trời ơi, nhìn coi còn đã chưa nè, trái suông suông hết luôn mà bự 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 luôn á. Trời, không hái được uổng tiếc ghê á cô chú anh chị các bạn ơi. Thôi nửa rổ cũng được nữa, có còn hơn không ha. Đợt thứ tư thì mình thu hoạch được nửa rổ nha. Còn một mớ này hy vọng là mình sẽ lấy được hạt. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình thu hoạch ớt nha. Mấy cây ớt này bữa nay nó lại tiếp tục chín nữa rồi. Đi thu hoạch ớt ngán quá cô chú anh chị các bạn ơi. Mà sao mà nó mau chín quá. Đây là ớt tím nha. Ớt tím cái nó chín cũng đỏ. Đây này cũng vậy nữa. Cây này bả lùng tịt mà trái quá trời luôn. Hai cái chậu này là ớt xanh. Ớt xanh thì nó chín đỏ ha. Ớt tím rồi nó chín, nó cũng chín đỏ. Thì đi thu hoạch ớt là mình sợ nhất luôn á. Phải hái từng trái như vậy nè. Bứt tay thì nó lại gãy nhánh, nhánh nó mềm lắm. Còn mà mình phải cắt từng cọng từng trái như vậy nè, nó lâu ơi là lâu luôn á, ngán ơi là ngán luôn. Nhưng mà giờ nó chín không hái, nó thành ớt khô hết à. Đợt trước mình có để dành được một bịch ớt khô rồi. Chuyến này mình sẽ hái cố gắng khoảng chừng một rổ tím này á, thì mình đem về nhà mình sẽ xay làm ớt xay ha. Ớt xay cái mình cho một chút rượu trắng, một chút muối vô, rồi mình quậy đều nó lên, mình bỏ tủ lạnh để dành ăn rất là lâu luôn. Ăn đến khi nào hết thì thôi, không bao giờ bị mốc nha. Nếu mà mình bỏ giấm á, thì mình để một thời gian nó sẽ bị mốc ở trên cái đầu hũ. Còn nếu mình cho chút rượu và chút muối thì sẽ không bao giờ mà bị mốc hết. Nên mình thấy bỏ muối với lại bỏ rượu thì sẽ ngon hơn giấm. Thì hy vọng là mình hái được kha khá nha. Rồi được nhiêu đây nè cô chú anh chị các bạn. Cũng cả pound mấy, 2 pound á. Cũng nhiều ha. Chín đỏ hết luôn rồi. Bây giờ mình để đây đi rồi mình tiếp tục đi ra vườn. Hôm nay mình sẽ gieo một ít hạt đậu hòa lan nè. Cái đậu này mình trồng mình có thể ăn đọt được cũng như là ăn trái được luôn. Thì mấy bữa trước không có chỗ để mà mình gieo cái hạt này. Với lại mình thấy sao mà thời tiết gì mà lạnh xong rồi lại ấm, nên mình cũng chưa dám gieo. Cái này mình gieo xuống mà gặp ấm á, là nắng á, là nó sẽ không có lên nha. Nó lên là bị vàng, nó hư à. Mình ráng chờ lạnh lạnh mình mới dám gieo. Thì bữa nay đã gần cuối tháng 10 rồi mà mình thấy cũng vẫn còn nóng, nên mình cũng không biết là có nên gieo hay không. Nhưng mà nếu không gieo nữa, bước qua tháng 11 mà lạnh thật lạnh, cái mình sợ nó lại không kịp. Do vậy nên hôm nay mình gieo luôn. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú chị bạn cùng với mình ra gieo hạt đậu này nha. Năm nay mình quyết định trồng đậu hòa lan ở ngay cái khúc học chỗ này. Thì mỗi năm mình trồng ở chỗ cái học trồng đậu đũa đó. Nhưng mà năm nay mình thay đổi chỗ ha. Mình muốn trồng ở trong cái nhà ni lông này, kế bên cái cây đu đủ. Hôm bữa đây có 2 cây lận. Cái video trước mình có chia sẻ mình bứng hết 1 cây vô chậu rồi. Còn 1 cây là mình để thử xem là cái nhà ni lông á, năm nay có giữ được cây đu đủ này hay không. Còn cái đất thì mình đã xới hôm bữa lên, với lại mình bỏ được mấy lần rác thải nhà bếp vô đây rồi ha. Mình nghĩ hôm nay nó cũng có một phần nào rồi. Thì bây giờ mình sẽ xới lên sơ sơ lại thôi. Rồi sau đó mình sẽ gieo hạt đậu xuống đây. Đây cái hạt đậu nó nè, giống hạt đậu nành ghê luôn á. Màu trắng trắng ha, nhưng mà cái này nó hơi tròn hơn một chút. Thì mình rải như vậy thôi nè cô chú anh chị các bạn. Mình rải đại xuống vậy ha. Thật ra không cần ngay hàng thẳng lối đâu. Đến chừng khi nó cao lên khoảng chừng một gang tay á, lúc đó mình sẽ gắm cho nó có vàng để nó leo lên. Thì mình cứ rải như vậy, xong một chút mình sẽ dùng ngón tay của mình á,
mình sẽ ấn cái hạt nó xuống dưới mặt đất, chứ không cho nó nằm ở phía trên nha. Đó, giờ mình cứ rải đều hết một khúc chỗ này luôn. Rồi mình dùng ngón tay mình ấn nó xuống ha, cho cái hạt đậu nó nằm xuống dưới lớp đất, chứ không thôi để trên là kiến á, nó sẽ ăn hết à. Rồi mình đã gieo xong được 3 bịch đậu hoài lang ha. Rồi chiều mình sẽ tưới một ít nước cho nó. Rồi thì hôm nay mình đi ra vườn cũng thu hoạch được nửa rổ đậu rồng nè. Nếu mà mình hái hết là cũng được một rổ có đó cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà nói chung nửa rổ cũng được rồi, tại từ bữa giờ thu hoạch cũng khá bộn, vừa cho vừa ăn cũng nhiều lắm rồi, nên bây giờ còn được nửa rổ nè. Mùa này năm nay là bội thu đậu rồng luôn. Với lại mình thu hoạch được cũng gần được một rổ tím ớt nữa ha. Nhìn đã chưa nè, trái nào trái nấy bóng lưỡng luôn, nhìn thích ghê luôn. Và mình trồng được thêm 3 bịch hạt đậu hoài lang ha. Cái này vừa ăn trái được mà ăn đọt được luôn. Rồi hôm nay coi như cũng được bội thu và trồng được thêm mấy hạt đậu hoài lang nữa. Mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình ngày hôm nay. Mến chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn video tiếp theo. Bye bye.